Vừa qua, dư luận đặt câu hỏi có hay không chuyện các nhà thầu thi công dự án cao tốc Bắc Nam thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 dài 63,37 km đi qua hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đang bị rút ruột nguồn vật liệu đất đắp thi công nền đường tại dự án. Làm rõ vấn đề này, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, Ban Quản lý dự án Thăng Long khẳng định không có chuyện nhà thầu rút ruột đất đắp nền đường tại dự án. Để thi công nền đường, các nhà thầu sẽ tiến hành cào bóc lớp đá xít không sử dụng được và đất tầng phủ không đạt chỉ tiêu kỹ thuật để đắp nền đường. Sau đó, nguồn vật liệu thải sẽ được nhà thầu thuê đơn vị vận tải chở ra khỏi phạm vi thi công dự án đến các bãi đổ thải đã được chính quyền địa phương chấp thuận. Trong quá trình vận chuyển, một số lái xe của đơn vị vận chuyển đã đổ không đúng vị trí, tạt ngang, tạt dọc, đổ đất đá thải về cho người thân để san lấp ao hồ, công trình. Đơn vị vận chuyển là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Đạt đã chứng chỉnh xử lý tài xế không tuân thủ quy định. Hiện nhu cầu đổ vật liệu không thích hợp, vật liệu thải của dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 khoảng 3,3 triệu mét khối, đoạn qua Ninh Bình khoảng 800.000 mét khối, đoạn qua Thanh Hóa khoảng 2,5 triệu mét khối. Hiện nay trên địa phận tỉnh Ninh Bình đã được chấp thuận 5 vị trí đổ thải với trữ lượng đủ cho đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh, cơ bản không còn vướng mắc. Đối với tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận 14 vị trí đổ thải. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã thẩm định xong và đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận thêm 4 vị trí, tổng trữ lượng 18 vị trí khoảng 1,53 triệu mét khối, đáp ứng 61% tổng nhu cầu, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tại thời điểm hiện tại. Ban quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu đang tiếp tục rà soát để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận tiếp tục các vị trí đổ thải trên địa bàn.